Học trường học sinh, thưa toàn thể các bạn, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, mang theo tuổi học trò với biết bao nhiêu kỷ niệm thấm thoát đã 20 năm từ năm 2003 khi chúng ta tốt nghiệp lớp 12. Hôm nay chúng ta mới có dịp gặp lại đông đủ thầy bác cùng toàn thể các bạn thân thiết thuở nào tại ngôi trường cấp 3 trung học phổ thông Đoàn Kết. Lần đầu tiên, thay mặt cho tất cả các bạn bên ban tổ chức, tất cả các thành viên của lớp 12A3 niên khóa 2000-2003, xin gửi tới thầy cùng bác đại diện cha mẹ học sinh sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Trong niềm vui hồ ngồ này, chúng em xin kính chúc thầy bác đại diện cha mẹ học sinh luôn dồi dào sức khỏe viên mãn. Xin gửi tới tất cả các bạn của lớp mình năm xưa lời chào thân thương nhất. Chúc các bạn và gia đình của các bạn được vạn sự như ý, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thật nhiều niềm vui, bổ ích và nhiều ý nghĩa. Chúc cho tình bạn của chúng ta mỗi ngày thêm bền chặt và gắn bó. Kính thưa thầy cùng tất cả các bạn thân mến, kể từ ngày lớp chúng ta chia tay thầy cô, bạn bè, rời ra mái trường thân yêu, đến đây đã trải qua 20 năm. Và cũng gần ấy thời gian, mỗi chúng ta bị cuốn theo dòng xoáy của cuộc đời, với biết bao suy nghĩ, lo toan cho cuộc sống, với biết bao niềm vui, nỗi buồn, nhiều thứ đáng nhớ và cũng đáng quên. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, trong mỗi con người chúng ta, không thể quên được những tháng ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu này. Mỗi năm đến hè, khi cánh phượng hồng đang rực cháy, những hình ảnh, những kỷ niệm áo trắng ngày xưa bất chợt dâng trào lên trong mỗi chúng ta. Nỗi niềm bồi hồi, xúc động, và cũng trong sự cảm xúc đó, chúng ta mong muốn được trở lại mái trường thân yêu để một lần nữa được gặp lại thầy cô thân thương, gặp lại các bạn. Và hôm nay, lớp 12A3 của chúng ta tổ chức buổi họp mặt chính thức đúng 20 năm xa cách, một cách trang trọng hơn, đầy đủ hơn. Và đó cũng là lý do của ngày họp mặt hôm nay. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn thân mến, có câu nhân tự vi sư, bản tự vi sư. Không có thầy cô, không có nhà trường thì chúng ta không có thể có một ngày nào như ngày hôm nay được. Đặc biệt là tình cảm của bạn bè lớp 12A3 bình chạy đến giờ này, đến dự và chia vui với tập thể lớp 12A3.